Làm doanh nghiệp thì phải biết cứu doanh nghiệp, mà làm chồng thì phải chỉ đạo được tiền trong gia đình. Chứ mày học mày thấy hay cho mày cái thói quen mày làm thì không hơn người được. Hơn người là nghĩ từng cái xem mình có xoay không, mình có làm không. Đấy. Cho nên nếu ở góc độ dài hạn, chỉ có một con đường luôn thắng, đó là đàng hoàng. Và tao chọn cái điểm đó, điểm rơi đó, từ khi tao 22 tuổi. Chưa bao giờ mà những thằng đồng nghiệp tao bộ đội bao nhiêu năm ở Trường Sơn về, từ bé ở tất cả các trường lớp, sống với tao 10 năm sau đều phát biểu rằng trên cuộc đời này tôi đi bộ đội quánh nhau tưng bừng, quân đội là chơi cực kỳ sòng phẳng. Tôi chưa thấy ai chơi quân tử như ông. Đấy là bạn tao đều nói như vậy. Và nhờ cái tính quân tử của tao mà tao thượng phong đến ngày hôm nay đấy. Thì đấy là bài học. Khi mày đàng hoàng là ngân hàng nó xuống vào, nó chơi mày bát ngát luôn. Nhưng mà tao bố ấy, bắt đầu đàng hoàng là sợ thiệt. Cho nên người ta mới nói ở đời cái gì cũng mua được, trừ tầm nghĩ. Tầm nghĩ không mua được. Cái anh sinh ra tầm nhìn không quá cái hàng rào, không thể nâng được. Cho nên cái gì cũng mua được, trừ tâm nghĩ. Mà biểu hiện của tâm nghĩ là đàng hoàng đi, là cứ sợ thiệt. Thì mới bảo là tao khó dạy thế nào. Vì điều kiện cần là phải đạt một cái tầm. Tầm tức là mày đứng trên cao thì mới nhìn được xa. Thì tầm nghĩ nó đồng nghĩa với nghĩ xa. Đằng này toàn nghĩ gần. Mày đã đàng hoàng á, ngân hàng nó chiều mày như chiều vong, đàn bà nó súng mày như là súng vào vong. Cái gì cũng đạt, đạt hết. Nhưng nói thế nào nói không bao giờ thoát được cái cổng làng. Toàn chụp giật mới nói dối. Mở mồm ra là khen láo khen lếu. Không nói dối không được, vì nói dối thành thói quen rồi. Không cần nói dối cũng nói dối. Đấy. Và tuổi mày ấy, mày là cái thằng tao quan sát là độ nhanh thì tốt, chiến thuật thì tốt, tiểu xảo thì cao. Mày chỉnh cái đàng hoàng nữa mày ăn. Nếu mày coi tao là anh ruột mày. Còn con tao 40 tuổi nó hơn mày. Nói cho mày biết. Em xem thầy là đại ca của em mới biết. Mày xem tao là đại ca, tao là quý. Nhưng mà tao thấy rõ ràng chỉ từ cổ trở ra thôi. Khi nào từ tim trở ra thì tao mới thừa nhận. Dạ, em đang học để luyện từ tim trở lên. Cho nên cái gì cũng phải học, chứ không phải chuyện chơi đâu. Và bài ngày hôm qua có một ngày thôi, chứ nếu các bạn đặt vấn đề 6 tháng thì là chuyện khác. Mà các bạn nhận được kiến thức quá nhiều. Mà vấn đề quan trọng là phải hiểu nó. Mà cái hiểu nó phải từ lớn đến nhỏ. Mà cái lớn nhất để minh chứng ngày hôm qua tôi muốn nói. Đã đi vay thì kiểu gì cũng vay được. Và nếu bạn không nắm được cái chân lý đó thì đừng làm chủ doanh nghiệp nữa. Cứ mở mồm nói ngân hàng là ta rộng mồm mày. Nhất là bài hôm nay nó củng cố thêm nữa. Thì người ta mới gọi là nền tảng của chủ doanh nghiệp. Có kiến thức chứ đâu có hùng hục ngân mới trả hàng. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu bản chất ngân hàng nó là cái gì nữa. Còn hôm qua là đến nó thì được cái gì. Cho nên hôm qua tôi cứ rình rình cái con gì con Hân ở đại, ngân hàng đó. Mà hôm qua nó học về ngân hàng nó khôn, nó này nó tắt cảm. Thằng Trọng mỏi cho tao xem nó vào lớp chưa. Tao lôi cổ nó. Cho nên là muốn kinh doanh phải tạo nguồn. Mà tạo xong rồi đang kinh doanh thiếu tiền thì phải tạo nguồn. Thì tạo nguồn ở đâu thì mình có cái nền tảng vững chắc ấy. Thế bây giờ quên đi thì lúc ấy có quyền vở như là cẩm nang của Khổng Minh ấy, dở ra. Cầm nguyên quyền vở đến gọi giám đốc chi nhánh đập cho hai nhát rồi. Mà mày học thế này mày đừng có mất tự tin, mày đấy mày luộc nó hồi như con dế ấy. Tao mới sai thằng Trọng, tao nhồi cho nó mà hồi, nó đến ấy. Bây giờ giám đốc chi nhánh mẹ alo mà cái thằng này, thằng Trọng này, nó dân xây dựng, nó biết từ tín dụng. Đến giờ quát giám đốc với cả nhân viên, suốt ngày là chỉ có đưa phó giám đốc với giám đốc xuống xin lỗi nó.
chỉ thở vài câu là đã hết ra quần, nó có biết gì đâu. Cho nên một ngày mà nhận thế mà không tiêu hóa kiến thức thì sau này đường đời không có bảo vệ được chính mình thì quá ngu đấy. Vấn đề còn lại là sau khi hiểu thì chọn phương án nào đúng với tình huống của mình, và thứ hai là chọn phương án nào mà phí tài chính thấp nhất, cho đồng tiền nó đừng dư ngày nào cả, quay liên tục, thì đó là thằng siêu thông minh. Cái thứ ba là tối thiểu thì xem tivi mới đọc báo thì người ta nói phải hiểu. Đằng này nó nói giống chả hiểu cái thuật ngữ là cái gì đấy. Thế mà tổng giám đốc rồi ngồi hoành tráng. Thế còn Khoa mình ngồi mình cứ cười cười gì đấy, cứ cười kiểu dân thiết kế ẩn ý gì mày. Và em kính chào lại các anh chị ạ. Và gì đâu đây, thầy nói đúng quá, bởi vì đôi khi nghe lại sự bây giờ còn hiểu, trước kia chả hiểu cái gì luôn. Cái đấy thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nó bất bình thường ở chỗ ấy, là khi anh không coi tivi, anh không đọc báo, mà lúc anh nói chuyện với gái á, cái lúc ấy mới chớ trêu. Nghe tivi thì không hiểu, nhưng nói với gái thì giọng dậy đời, đấy mới tởm. Tao nói thằng Khoa mà cuối cùng thằng Sơn cười, mà đúng không Sơn? Mày có thấy nhục không? Dạ, có thể. Rồi mỗi lần em út nó ca ngợi anh thông minh quá, anh công nhận giỏi. Sau khi nó khen xong mày học rồi mày mới thấy nhục không? Dạ có thể ạ, tại vì thực ra là vừa mới học xong thì đi nói thì bọn nó thì không nghe thế nào thôi, thực ra là mình không nghe thế nào. Đấy. Thế nên là tôi nói chuyện với ông Khoa mà cái thằng nó cứ ngồi nó cười, cười kiểu nhục nhục á. Vậy thì ngồi với gái thì nổ bớt lại nha. Tiếng Việt còn chưa xong nữa, bày đặt múa đập cho ai nhát chứ. Nhưng mà vấn đề không phải là biết mà nó hay lắm. Nếu bạn thấy hay là bạn giỏi. Đấy. Chưa thấy hay là chưa giỏi. Những cái bài này liên quan tới chuyên môn này, như cái con Nguyễn Thảo cơ gà, thì học có hiểu gì không? Hả? Hiểu một chút à. Thế thì không hiểu nữa thì lấy chồng, xong bắt thằng chồng nó làm, còn mình đừng có cản trở nó nữa. Làm như trâu như chó mới có tiền, xong về bắt đầu đi phá, đi làm cái dự án lấy con vợ như con Nguyễn Thảo kia có mà toi, cứ tình tướng như thế. Thế để kiếm đồng tiền thấy vất vả chưa? Vỡ não rồi chị. Thế còn cái thằng Sơn nghe mày học xong mày thấy là mày đang làm ở cái thạch thất nhà mày á, mày làm thấy nó đơn giản quá không? Dạ. Đi trường tài chính là mày. Cái mặt mày làm sao làm ở thị trường tài chính được mà hỏi. Cái mặt phải của thị trường nó đẩy cái xã hội tiến lên một cách khủng khiếp, từ cá nhân cho đến các chủ thể doanh nghiệp và chính phủ. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, cho nên kinh tế thị trường nó có cái mặt trái của nó, thì cái độ quái đản của thị trường ấy, nó lại cũng tăng khủng khiếp. Cho nên cái đồ thị là nền kinh tế đi lên thế này, nhưng mà nó đi lên theo cái hình sin xung quanh cái trục đi lên, thì cái hình sin nó biến động rất là cao, thì cái phần lồi lên là nó tăng trưởng, rồi nó thụt xuống nó lại lồi lên, thì cái phần thụt xuống rất là sâu. Còn thời bao cấp ấy, gần như nó không lên, nó chạy tà tà, nhưng cái đường răng cưa nó lên nó đều đặn, nó như cái răng cưa nhỏ xíu ấy. Cho nên cái mặt trái nó không có, hoặc nó ít hơn. Thì cái gì nó cũng có cái giá của nó.
Cho nên là mặt sau của thị trường là đủ hết, nhưng đổi lại thì nó lại phát triển rất cao. Thế mà cái thái độ sẵn sàng cho cuộc sống thị trường đầy khốc liệt của cạnh tranh và mặt trái thì các con dòi nhà mình lại không sẵn sàng. Tất cả nguyên nhân là từ con người, mà con người thì tất cả là từ nhận thức mà ra. Và mặt trái thị trường nó khủng khiếp đến cùng cực của cùng cực, nhưng đổi lại thì nó lại phát triển, bởi vì nó cọ sát thế nó mới phát triển. Thấy chưa? Và bánh xe thị trường nó nghiền nát những thằng nhà chúng mày. Đấy, ngồi đấy tự hào, không phát triển nghề, toàn đi mua đồ Trung Quốc về xong lừa đảo. Đấy, mày cãi gì? Thị trường gọi là làm nghề thì gần như là mất, bây giờ chuyển sang kiểu như nó làm người vân gỗ công nghiệp hay làm kiểu như con xe nhan, còn người làm đồ gỗ chìm thì giờ ít hơn rồi. Và những bọn tuổi trẻ bây giờ thì đa số muốn nhanh kiếm thật nhanh, còn làm bên kia thì nó giữ được người nhưng mà nó lâu hơn, và dần dần thời gian nữa thì khả năng là nó mất. Với lại là đi buôn nhiều hơn chứ thực ra là đi làm ít hơn. Làm nghề thấy nên thấy là đi buôn nhiều hơn chứ làm về làm nghề em thấy không nhiều đâu. Riêng cái thị trường mà làm diễn giả thôi, các bạn không thể tưởng tượng được nó vô liêm sỉ, vô nhân cách thế nào. Lên TikTok mà nó nổ, nó chém. Mà nhiều thằng nó ăn cắp hình ảnh của tôi, nó cũng đẩy lên TikTok. Tôi ra lệnh cho ông Trọng, mày dẹp bằng được cho tao. Mà mỗi một ngày nó đẩy lên khoảng từ 70 đến 100 cái clip của Lê Thẩm Dương à. Chả có gì ngại cả, nhưng mà tôi ngang hàng với lũ, tôi không chịu không nổi. Nó có những cái kiểu phức tạp rất là bẩn thỉu. Và khi thị trường nó khốc liệt rồi thì hai cái đầu răng cưa này nó đã tệ, nó tệ y như nước ngoài rồi đấy. Nước ngoài sang là không có lơ mơ gì cả, lừa là theo luật. Nhưng đằng này cứ tùn ma tùn mù như bẩn kinh khủng, vì nó pha cái chất cao bồi thôn ở trong đó các bạn ạ. Nhưng bạn phải học nữa thì bạn mới hình dung được. Và trong con người bạn, cái mặt trái của thị trường nó nhỏ nhoi lắm, cho nên là không nhận diện được. Mở mồm ra là thấy tủn mụn rồi. Đấy, thì đấy là mặt trái nó biểu hiện dưới các dạng. Và kết quả các chú là tập tuệ vào thị trường. Thế là cứ nửa ông nửa thằng, nửa tình nghĩa, nửa tiền tệ, nửa gia phong, xong lại nửa vật nhau. Nó không rõ ràng. Và con người nó biến thành con người bởi vì nó khốc liệt đến mức mày đụng vào mày chết. Và kết quả mày mất dạy, mày cũng thành đàng hoàng. Đâu có đùa được. Thì tập đi, đời còn quá dài. Đằng này không học thì cứ mang cái văn hóa như cái thằng Sơn này mà mang cái văn hóa làng mà vào Sài Gòn chỉ hai lần nó múc cho không trượt phát nào. Mày có hiểu tao phân tích không? Có thì ạ. Nó lên nó làm diễn giả, nó lừa người ta, một người nó cũng lừa. Mà nó nói đến cái mức mà các bạn biết, nó xả băng ra, xong nó bắt chiếc tôi y như thật ấy. Xong nó học mót mà cái giống không hiểu mà. Nói lởm khởm mà mắc cười lắm ấy. Mà danh con ở ngoài đó đi giảng ấy, lên TikTok kiếm tiền, chỉ nói triết lý. Nhóc con 21 tuổi nói triết lý như là cái gì à, 101 tuổi. Đấy, cái giọng mà thế. Đã ngu nhưng mà chỉ thích triết lý. Nó chọn từ nó nói, nó nói xong nó chả hiểu cái từ là cái gì, xong nó cứ gáy. Mất hết hình ảnh các bạn, sợ lắm. Nhưng ăn mặc thì thôi, đủ các kiểu. Cứ thằng Hàn Quốc nào bắt chước y thế. Không thằng nào ăn mặc mà lên làm giảng dạy mà không giống thằng đồng tóc ế thế này, xong thì mẹ mượt mượt. Đâu cái áo xong thì mẹ cài mang xét giống như của người Pháp này. Mắc cười lắm. Vì nó chưa đạt đến, nó gọi là kinh tế thị trường nguyên thủy.
Cho nên là các bạn học, các bạn hãy chứng tỏ phần người lên tí, tôi nói thật. Trường Doanh Nhân PR.